Má cộng binh cậu ta nữa. Cậu ta không những ích kỷ mà còn tàn nhẫn. Ghét con thì thôi, mắc chi bóp chết con chìm sáo của con chứ. Nó có tội gì? Ủa, cậu chủ bóp chết con chim sáo hả? Không có lý nào. Má còn tưởng là cậu chủ biết mình nghĩ quấy cho con nữa mà. Sao má lại nghĩ vậy? Tại cậu biểu là có chuyện quan trọng, tối nay muốn gặp má để nói. Chuyện quan trọng gì mà tối mới nói được? Để con đi hỏi cậu. Bích à, cậu chủ muốn nói chuyện với má thì cứ để cậu nói thử coi làm sao. Lỡ rồi cậu kiếm chuyện với má rồi sao? Không có đâu mà, con đừng có lo. Cứ để má gặp riêng cậu, biết đâu những cái chuyện hiểu lầm được gỡ bỏ hết rồi sao. Má muốn gặp thì gặp, tùy má. Má tình cậu ta chứ con hết tình nổi rồi. Ăn đi con. Nè, ngon lắm, ăn. Con đang chờ ai hả? Đâu có, con đâu có chờ ai đâu. Sao vậy? Con no rồi, con đi chơi chút nha. Ăn xong đi rồi đi. Thôi con ngán con cũng ăn đâu. Cậu, nè, em chọc giận nó cái gì vậy? Ai mà dám chọc nó. Lóng rài á, em phải chiều nó từng chút một. Anh, nhân cơ hội thằng Tiến nó đang oán hận con Ngọc Bích, anh phải giúp em làm sao để đuổi má con nhỏ đó đi đi. Ngán, chứ cứ để lần khần. Cái vụ này mà êm rồi là mình thua luôn á. Em cứ yên tâm đi, anh nghĩ mọi việc sẽ được như ý em. Bây giờ anh phải ra ngoài đó coi mấy cái lặm lúa tụi nó canh chừng cẩn thận không hả? Chị Lụa, chị Lụa. Hả? Ngoài chợ có gánh hát gì à? Chị đi coi với tôi nghe. Trời đất ơi, sao hôm nay nổi hứng rồi đi coi hát vậy? Không giấu gì chị, còn cháu gái tôi á, được gánh hát mướn á hả, để giặt ủi quần áo cho họ. Nó quen hết mấy người soát vé. Tôi với chị mà vô coi á, không tốn tiền. Chị đi với tôi nghe, để tôi lên tôi xin phép ông chủ. Thôi thôi, tôi không có đi được. Trời, sao vậy? Có tốn cắt nào đâu mà chị lo. Đi coi cho biết với người ta chứ chị. Thiệt tình tôi cũng muốn đi coi cho biết lắm, mà ngặt cái tối nay có công chuyện rồi, không có đi được. Tối rồi mà còn công chuyện gì nữa? Hay cô quản gia sai chị làm việc gì đúng không? Không phải, chuyện riêng của tôi. Vậy thôi, tối mai đi với tôi nghe, đoàn hát còn ở cả tuần lận. Được vậy thì hay quá. Nào giờ tôi không được coi hát hò gì hết trơn á. Tối mai đi ha. Vậy nha, tối rồi. Mai đi với tôi. Rồi không rồi. Từ chối nữa nghe không? Tôi về á. Thank you.
mới bắt đầu đây. Ngọc Thủy à? Dạ. Qua đây với ba. Dạ ba. Con ngồi đi. Dạ. Ba sẽ cho con xả tang sớm để lo chuyện cưới gả. Dạ, không cần phải gấp rút vậy đâu ba. Con xin được để tang má cho đúng với phong tục lâu nay của người mình. Cậu Quy chuẩn bị mở bệnh viện riêng, rất cần có người phụ nữ bên cạnh để giúp đỡ con à. Má con ở trên trời chắc cũng không muốn đám cưới của con phải quản lại tới mãn tang đâu. Ba đừng có lo, anh Huy với ba má ảnh cũng muốn con giữ tròn đạo hiếu. Với lại thời gian này con cũng muốn ở lại bên cạnh ba để chăm sóc cho ba. Con đừng lo cho ba. Ba đã lấy lại tinh thần rồi, nay mai ba sẽ bình thường lại thôi. Vả lại trong nhà còn có Ngọc Bích và Đức Tiến nữa, con lo cho ba làm gì. Đức Tiến nó vẫn chưa chịu nói chuyện với ba nữa con à. Ba, em con nó sẽ nghĩ thông mọi chuyện nhanh thôi. Ba tin con nghe. Ừ. Ngọc Bích trước nghe lời của dì Lụa, mà dì Lụa là người lớn, dễ thông cảm. Mà coi bộ dì Lụa rất thương mình. Nếu dì Lụa nói, chắc chắn cổ sẽ không giận mình nữa. Sao giờ này dì Lụa vẫn chưa ra nữa ta? Hay là Ngọc Bích ngăn không cho dì Lụa ra đây gặp mình? Nếu đã vậy mình sẽ nói thẳng với Ngọc Bích, không có việc gì phải xấu hổ hết. Đang còn rất buồn chuyện của Đức Tiến. Nhưng mà thôi, em đừng có buồn nữa. Đức Tiến đâu phải là đứa không biết suy nghĩ đâu. Có điều tánh tình của nó xưa giờ nông nổi. Khi bình tâm lại, nó sẽ nhận biết được ai sai ai đúng thôi em à. Dạ, cậu chủ nghĩ sao vậy em cũng được. Em không buồn cậu đâu. Em chỉ buồn vì chuyện tại em mà ông chủ với cậu chủ. Mọi người ơi, cứu vậy. Ê, có chuyện gì kìa? Ba, từ từ thôi ba. Má, má tỉnh lại đi má. Má đừng làm con sợ mà má. Má
mở mắt ra nhìn con đi má. Má, tỉnh lại đi má. Cậu tới đây để làm gì nữa hả? Tôi lo cho dì Lụa nên tôi tới đây. Đi đi, đừng làm mổ mẹo khóc chuột ở đây. Cậu về đi. Ngọc Bích à, tôi làm ơn, cậu làm ơn để yên cho má con tôi đi. Đi về đi. Má tỉnh rồi hả má? Mừng quá má. Mừng quá má tỉnh rồi. Má, cô là ai? Tôi đang ở đâu? Má, cô là Ngọc Bích nè. Má không nhận ra con hả má? Má, má, má ơi, má không nhận ra con hả má? Dì Tám. Hả? Dì Tám coi chừng má giùm con nha. Má con đã gì lo? Dạ. Tôi về nha. Dạ. Dạ con mời thầy. Thầy, tình trạng sức khỏe của má con sao thầy? Con đừng quá lo lắng. Do bị chấn động mạnh vào đầu cho nên má con tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Vậy chừng nào má con mới nhớ lại mọi chuyện hả thầy? Điều này ta không thể nói chắc được. Cũng có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 tháng, hoặc là lâu hơn. Thầy, có khi nào má con không nhớ lại mọi chuyện luôn không thầy? Con đừng quá đổi tuyệt vọng. Con cứ cố gắng trò chuyện thường xuyên với má, nhắc cho bà ấy nhớ lại những chuyện đã qua. Đó cũng là cách giúp bình phục nhanh cho bà ấy. Thôi, để ta lên trên nhà mà báo cho ông chủ biết về tình trạng bệnh của má con, rồi ta ghi toa để cho con bốc thuốc. Dạ, con cảm ơn thầy. Dòng sông đổ ra biển cả. Con cầu xin trời Phật cho má con mau chóng nhớ lại mọi chuyện. Con cầu xin trời Phật. Là sông phải thẳng tại sao vậy? Tại sao con lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao con lại ra tay với má tôi? Má tôi đã khổ khổ lắm rồi, tại sao con có một chút lòng thương xót? Tại sao lại tàn nhẫn với một người đàn bà tội nghiệp như má tôi vậy chứ? Tại sao? Làm
sắp nuôi cho tôi để làm gì chứ? Đối xử tốt với tôi để làm gì? Cậu khiến cho tôi rầy rước ăn năn khi nghĩ xấu về cậu. Để rồi khi mà tôi tin cậu là người tốt thì bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Má ơi, con điên rồi. Con điên rồi nên con mới tin người ta là người tốt. Con điên rồi má ơi. Ngọc Bích, cậu vui lắm đúng không? Từ trước đến nay cậu luôn coi tôi là con rối trong tay cậu, có đúng không? Tôi đã từng hứa với lòng, cho dù cậu có làm gì, có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không giận cậu, không ghét cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu không chỉ đối xử tàn nhẫn với tôi, mà còn tàn nhẫn với ba của cậu, với má của tôi nữa. Tôi không thể tha thứ cho cậu. Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cậu. Ngọc Bích à, cô nghe tôi nói đi. Không phải là tôi làm đâu, tôi không có làm đâu Ngọc Bích à. Cậu buông ra. Ngọc Bích à, không phải là tôi mà. Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày ủ dột vậy? Đang bực mình muốn chết. Thôi, uống miếng nước. Chuyện gì nữa? Nói anh nghe coi. Em hỏi anh chứ. Ông Lâm á, hết rước đốc tờ, rồi bây giờ mời thầy Lan về điều trị cho cái bà già mặt quỷ đó. Anh nói coi em có tức đến ói máu không? Trời ơi, chỉ là một bà già ở đợ thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Không chừng cái chuyện thằng Đức Tiến nó nghi ngờ là thiệt cũng nên. Ủa, ý của em là sao? Anh, có khi nào ông Lâm ổng muốn cưới Ngọc Bích làm vợ ba thiệt? Tào lao. Cái gì? Tự nhiên sao nổi nóng với em? Không. Anh bực mình. Tại vì em nghĩ ba cái chuyện lung tung, nổi nóng, làm mấy cái chuyện nó rối ren hơn không à. Nhưng mà nè, nếu mà thằng Đức Tiến nó cũng có ý nghĩ đó giống như em như vậy thì quá tốt. Hay là em cứ nói vô ý như vậy, bắt nó phải nghĩ như vậy, được không? Em đang lo đây nè. Mấy bữa nay á, ông Lâm đâu có thèm nhìn tới mặt thằng Đức Tiến. Bây giờ nó mà quậy thêm nữa, ổng từ mặt nó luôn. Nè, em cũng đừng có quên, thằng Đức Tiến là con trai độc nhất của ổng, lại là con của người vợ mà ổng hết mực yêu thương quý trọng. Cho dù nó có làm gì có lỗi đi chăng nữa thì ổng cũng không bao giờ từ nó đâu, em đừng có lo. Mà cái thằng này nó làm em bất ngờ thiệt. Mấy bữa trước em nghe nó hăm dọa bà Lụa, cứ tưởng là nó chỉ dọa thôi, chứ ai mà dè nó dám làm thiệt. Thằng này cũng không phải đứa vừa đâu.
Con nói sao? Con muốn đi khỏi đây. Con xin phép ông, xin phép cô, xin phép cậu, cho con đưa má con rời khỏi ngôi nhà này. Sao vậy Bích? Tại sao em lại muốn đòi đi? Con nói cho ta biết, lý do nào con muốn rời khỏi đây? Để bảo vệ má con. Con nghĩ mình không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Cô, thì ra cô vẫn nghi ngờ tôi là người gây thương tích cho má cô hả? Ta không đồng ý để má con rời khỏi đây. Nhưng má con bị tai nạn trong lúc đang ở nhà của ta. Ta phải có trách nhiệm chữa chạy cho bà ấy. Đến khi nào má con bình phục rồi, con muốn đi đâu ta cũng không cản. Ta hiểu tâm trạng của con, nhưng mà con đừng lo, ta không để sự việc tồi tệ này xảy ra một lần nữa. Thưa ông, con, ta hứa với con, ta sẽ làm hết sức mình để giúp má con hồi phục trở lại, cho dù tốn hao bao nhiêu tiền bạc. Đốc tờ và thầy Lan đều nói chứng mất trí nhớ của má con chỉ là tạm thời thôi. Con đừng quá lo lắng. Giờ thì con trở về chăm sóc cho má con đi. Bích, đi đi em. Dạ, con xin phép. Ba, con, ta thật nhục nhã khi sanh ra đứa con độc ác như cậu. Ba, ta cũng rất hổ thẹn khi không tự mình tống cổ cậu vào tù. Ba cũng không tin tưởng con sao ba? Con đâu có làm đâu. Không là cậu thì ai vô đây? Đã độc ác lại còn hèn nữa. Có gan làm, sao không có gan nhận? Ba, ba hả? Con muốn làm mà ba. Ba, Đức Tiến. Chị Hai hả? Chị phải tin em không có làm mà chị Hai. Chị tin em đi. Thật sự chị cũng không hề muốn tin em là thủ phạm. Nhưng rõ ràng tối hôm đó em hẹn vừa lụa ra bờ ao. Với lại ngoài em ra không ai có lý do gì để hại dì Lụa hết. Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều không tin tôi? Chẳng lẽ tôi xấu xa tới mức độ như vậy sao? Hả? Đức Tiến, chị im đi. Ở trong nhà này ai coi tôi là con? Ai coi tôi là em? Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi là người xấu. Tại sao vậy? Tôi đã nói là tôi không có làm mà. Trời ơi. Đức Tiến. Ngọc Bích à, cô nghe tôi nói đi được không? Tôi không phải là người hại dì Lụa đâu mà. Cô tin tôi đi. Tôi đã từng tin cậu. Tôi đã từng tự trách mình vì có ác cảm mà không nhìn thấy mặt tốt của cậu. Nhưng không ngờ những lời hăm dọa của cậu với má tôi, trước đó chính tai tôi nghe thấy. Cậu biểu má tôi tối đó ra bờ ao gặp cậu. Cũng chính tai tôi nghe má tôi nói lại, nếu không là cậu thì là ai hại má tôi ra nông nổi đó? Ai khiến cho má tôi không nhớ nổi con gái của mình? Ai? Ai? Cậu nói đi. Tôi không biết người đó là ai, nhưng mà người đó không phải là tôi. Tôi không có làm. Cậu đừng có giở trò mèo giận chuột ở đây nữa. Tôi từng tưởng cậu là người tốt, nhưng giờ tôi biết mình đã lầm. Cậu bóp chết con chim sáo vô tội của tôi. Cậu ra tay tàn độc với má tôi. Không phải là tôi mà. Cô nghe tôi giải thích đi có được không Ngọc Bích? Cô tin tôi đi có được không? Bỏ ra, bỏ tay tôi ra. Không, tôi phải nói rõ ràng với cô ngày hôm nay. Nếu không tôi sẽ không buông tay cô ra đâu. Cô bỏ ra không? Không, cô hãy nghe tôi giải thích đi bà Ngọc Bích. Bỏ ra. Không, cô nghe tôi nói đi bà. Giờ bỏ ra không? Không.
Ba, có khi nào em con nó bị oan không ba? Con nghĩ đi. Vì lũa suốt ngày ở trong nhà, tánh tình thì lại cam chịu, có làm phật lòng ai đâu. Thằng Tiến ngay từ đầu nó đã không ưa gì chị Lụa, còn thêm cái chuyện hiểu lầm vừa rồi nó càng ghét nhiều hơn. Con cũng nghe chính miệng nó hầm hè, nó không để cho bà sống yên lành kia mà. Ba, nhưng mà... Thôi, con đừng binh vực nó nữa. Bà đang cảm thấy xấu hổ với má nó, xấu hổ với mọi người vì không dạy được nó thành người đàng hoàng. Ngày nào bà Lụa còn chưa hồi phục thì ngày đó bà còn chưa tha thứ cho mình, chưa tha thứ cho nó. Cô là con tôi hả? Dạ. Vậy chồng không? Tôi đâu? Ba cô á? Ba cô đâu? Sao tôi không nhớ gì hết kìa? Ba, ba đừng có kêu con bằng cô, đừng có xưng tội với con như vậy. Con đau lòng lắm má. Má à, má bị tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ thôi. Từ từ á, con nhắc cho má nhớ lại mọi chuyện nha má. Ờ, nhưng mà cô, tôi, má, có thiệt là má sẽ nhớ lại không? Nhất định má sẽ nhớ lại mà. Má tin con nha má. Ờ. Đời người như một dòng sông đổ ra biên cả. Tại sao con tại sao không có ai tin tôi? Qua bao tháng gần rồi đây tại con cũng về đâu? Tại sao không ai tin tôi? Tại sao không tin tôi? Cô chủ. Cô chủ à, sao cô chủ say xỉn dữ vậy? Mày tránh ra đi, tao không có cần ai giúp đỡ tao hết. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ đi về nhà đi cô chủ. Chắc là người nhà đang đợi cô chủ đó. Tao không cần. Người nhà tao đợi tao. Mày lầm rồi. Không ai đợi tao hết. Đối với họ, tao là thằng xấu xa, thằng độc ác. Ai mà chờ đợi tao? Chắc cậu giận cậu nói vậy thôi. Chứ tôi thấy ông bà chủ, cô hai, cô quản gia, tất cả mọi người á đều thương cậu mà. Tao đã nói mày là thằng ngu, mày không biết gì hết. Thương tao vì tao thương tao, vì gia sản mà tao sẽ làm chủ. Còn ba tao, ông thương tao là vì nhớ tới má tao. Chị hai tao thương tao là vì bà giả bộ với ba tao thôi. Không ai vì tao hết, mày hiểu không? Tao cứ tưởng con nhỏ Ngọc Bích nó hiểu tao, nó tốt với tao là vì tao, chứ không phải là vì cái gì khác. Vậy mà nó cũng giống như những người khác mà thôi. Không phải hiểu tao hết, không ai tin tao hết. Tao có sửa đổi như thế nào? Trong mắt của họ, tao cũng chỉ là thằng tồi tệ, không ai tin tao hết. Cậu chủ, tôi tin cậu mà. Mày tin tao?
Mày tin tao sao? Mày biết cái mẹ gì mà tin tao? Tôi biết cậu rất thương Ngọc Bích, cho nên cậu không thể làm hại má của cổ được. Mày mới nói gì? Cậu chủ. Thôi được rồi, để tôi đưa cậu về. Cậu mà tin tao hết, không ai tốt với tao hết. Ba, thưa anh, tôi có chuyện muốn nói. Thằng Đức Tiến nó vẫn chưa về. Tôi sợ nó uống say quá rồi nó té bờ té bụi. Anh cho phép tôi sai người đi kiếm nó về nghe. Nó có chừng đi thì tự nó có chừng về. Nhưng mà nó... Tôi đã nói, từ nay cấm mọi người nuông chiều, dung dưỡng những thói hư tật xấu của nó. Ai dám trái lệnh, đừng trách tôi phạt nặng. Bà ơi, mấy ngày hôm nay cứ về tới nhà là Đức Tiến nó say mềm mà. Con sợ cứ nêu cái đà này em nó sẽ hư hỏng mất đó ba. Bộ con tưởng nó chưa đủ hư hỏng hay sao? Ba à... Bà mệt mỏi lắm, bà không muốn nghe thêm gì nó nữa. Để cho bà yên đi. Tao chưa có sai mà. Đi đâu vậy? Trời ơi, thằng Tiến nó về rồi. Mày đưa tao đi đâu vậy? Trời quản gia. Trời ơi, cậu chủ. Tiến sao vậy con? Tiến, trời, em sao vậy? Uống chi mà dữ em vậy, không sao vậy cậu? Dạ, tôi thấy cậu chủ ở ngoài đường say quá cho nên tôi kè cậu chủ về. Dạ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Thôi đưa nó vô đi. Chào cậu. Trời ơi là trời. Mình nói cho tôi biết đi, tôi phải dạy con bằng cách nào đây? Mình nữa. Má, má có nhớ cái lần đầu tiên á mà má dạy con bới tóc không? Con bới hoài bới quỷ mà búi tóc vẫn không có tròn, vẫn không có đẹp. Lúc đó má nói gì với con, má còn nhớ không? Má nói gì vậy? Má nói á, con gái là phải bới được tóc vừa tròn vừa đẹp thì mới lấy được chồng. Cho nên á, má bắt con tập bới tóc hoài. Con làm biếng cho nên con không muốn lấy chồng. Con muốn sống cả đời với má. Nói bậy, con gái lớn lên là phải lấy chồng, ở với má hoài sao được. Hồi trước á, má cũng nói y chang câu này nè. Hồi đó má cũng nói y vậy hả? Má, má có nhớ được chút nào không? Má ráng dữ lắm mà không nhớ được cái gì hết. Không sao đâu, không sao đâu má. Từ từ á, má sẽ nhớ lại thôi mà. Nha. Không sao đâu má. Bích, Bích, sao má không nghe con kể gì về tía con hết vậy? Má, tía con có sống với má con mình không? Hay là má sinh con mà không có chồng hả? Không, má có chồng.
con có cha đàng hoàng mà. À, vậy hả? Dạ. Rồi giờ tía con ở đâu? Có ở đây với mình không? Hay... Xin chào. Dạ, thưa ông Cặp Rằng. Hai má con sao rồi? Ông Cặp Rằng kiếm má con tôi có chuyện gì? Ờ, à, không. Ừ, đi ngang rồi tiện tạc vô coi bà Lụ có khá hơn không? Cảm ơn ông. Má tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may á, đỡ hơn là tốt rồi. Dạ, cảm ơn ông Cặp Rằng. Không có chi, mình là người một nhà với nhau cả mà. Nếu không có gì nữa, mời ông ra ngoài cho má tôi nghỉ ngơi. Bích, nói chuyện gì kỳ vậy con? Nè, qua có mấy lời muốn nói với em. Em có thể nào ra ngoài để qua nói chuyện với em được không? Ông Cặp Rằng có chuyện muốn nói với con á. Mau đi ra ngoài nói chuyện đi. Đi đi con. Con đi nha má. Có chuyện gì ông nói đi. Qua nhìn em qua xót quá. Má em bị tai nạn có mấy ngày mà em ốm thấy rõ. Không được rồi. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân, em mới lo cho má em được chứ. Nè, em cầm chút tiền mua đồ mang bồi bổ. Nghe không? Đừng để ốm quá. Cảm ơn ông. Má con tôi không cần gì hết á. Nếu mà ông kêu tôi ra đây chỉ vì chuyện này, xin phép ông, tôi vô lo cho má tôi. Ê khoan, còn chuyện này nữa, rất là hệ trọng đó, liên quan tới má của em. Chuyện gì? Ông nói đi. Là qua tình cờ nghe được những lời nói của cậu Đức Tiến. Cậu Đức Tiến rất hận má con em vì cái chuyện em lăng tăng với lại ông chủ. Ông đừng có nói bậy bạ. Cái này là cậu chủ nghĩ, chứ đâu phải qua nghĩ. Qua lúc nào muốn tin em là người đàng hoàng đức hạnh. Qua đã nhiều lần cố tình khuyên giải nhưng mà cậu chủ không có chịu nghe. Nè, cậu chủ còn hăm dọa đủ điều nữa. Qua thấy tốt nhất nên đưa má của em rời khỏi căn nhà này đi, càng nhanh càng tốt. Nè, không thôi có khi lần sau không được may mắn như vậy đâu nghe Bích. Đừng có nghĩ là qua có ý đồ gì nghe. Chỉ là qua tội nghiệp em, tội nghiệp má của em. Và đồng thời qua ghét cái thối vô cùng hách dịch của cậu chủ đó. Ông nói xong chưa? Thì đó, em chỉ cần đề phòng cậu chủ nha. Cảm ơn ông. Anh vừa nói chuyện gì với con nhỏ đó vậy? Không. Đừng có chối nghe. Tôi mới vừa thấy rõ ràng nghe. Em mệt ghê, mắc gì phải chối. Mới vừa hù dọa nó, biểu nó mau mau dẫn má nó rời khỏi căn nhà này. Anh hù nó hả? Ừ. Anh lấy cái gì để hù nó? Thì lấy thằng cháu của em ra đó. Anh đang nói thằng Tiến hăm he má con nó đủ điều, thế nào nó cũng sợ, bỏ đi khỏi nhà này cho coi. Có thiệt vậy không? Chờ mà coi đi. Anh hù riết nó cũng tin là thiệt à. Tôi không có hỏi chuyện đó. Tôi hỏi là có thiệt anh nói với con nhỏ đó đúng như vậy hay không? Hay là còn chuyện nào khác? Thôi mệt em quá, không nói chuyện với em nữa.